Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes amis. Xin chào các bạn bốn phương. Trong buổi học tiếng Pháp ngày hôm nay, cô sẽ làm plat du jour avec les bulots. Ta có từ mới luôn là bulots. Và là la recette pour plat du jour aujourd'hui sẽ bulots aux ananas. Les ingrédients pour deux personnes, j'ai deux paquets de bulots. Ça c'est en promotion. Ça fait 1 euro et 1 euro ça fait 2,10 €. Et j'ai du beurre précédent. J'ai une échalote. De l'ail. Hôm nay các bạn thấy cô không dùng idia nữa, cô dùng sang je, tức là cái ngôi thứ nhất đấy. Je de carotte. Je un morceau chou-fleur. Chou là cái cây cải. Còn cái loại mà có hoa như này ta gọi là chou-fleur. Fleur là hoa các bạn nha, nhưng người ta ghép vào thành một cái từ mới, chou-fleur là chou-fleur của mình đấy. Un morceau, la moitié ananas. Ananas, ta thấy đọc rất dễ. Ananas. Voilà. Une tomate. Et les herbes indispensables. Cái ốc bulo này thì phải có cái ngò gai các bạn ạ. Et la coriandre. Coriandre normal. Et coriandre chinois. Cái này ta gọi là rau mùi Trung Quốc, ở đây nó gọi là rau mùi Trung Quốc, mùi tàu. Ở đây cái này nó gọi là coriander, et coriander chinois. Et voilà. Maintenant, je vais préparer les bulots et les autres ingrédients. Et voilà, les ingrédients coupés. Cô đã cắt tất cả các loại hoa quả, các bạn nhìn thấy rồi. Ananas coupé en morceaux. Après, chou-fleur coupé en morceaux. Échalote coupé. De l'ail coupé en morceaux. En morceaux là thành những cái miếng nhỏ, ta cô gọi là morceaux. Dùng tiếng Pháp rất là vắn tắt để các bạn biết, các bạn để nói cho nó hiểu đã. Et coriandre chinois coupé. Coriandre normal là scié là cắt nhỏ hơn một chút. Còn nếu mà to này ta gọi là coupé en morceaux. Et encore du piment. Ça c'est du piment. Après. Et maintenant je prépare la sauce. Là il a la sauce haricot. 6 épices, l'oulihao. Et curry rouge. Et maintenant, je vais mettre voilà, les bulots avec. Ça, j'ajoute du gingembre. Du gingembre. Ok. Et là, les fans. Les fans ngò gai. Cái ngò gai này, nó, cái cọng này cô cho luôn vào đây cho thơm. Còn cái lá mình để mình ăn sau. Ok. Et là un petit peu de goutte d'ail. Un peu thôi, còn lại các thứ kia để nguyên. Et puis j'ajoute du vin blanc. Voilà. Vin blanc. Pour parfumer. Cái này xào nó cũng hết rượu thôi, nhưng mà cho vào đây thì nó sẽ parfumer. Et voilà. Mariner environ pendant 10 minutes. Chưa cho nước mắm gì các bạn nha. Cái ốc này nó cũng vốn dĩ nó cũng mặn rồi đấy. Họ luộc sẵn cho mình rồi. Ở đây là bao giờ nó cũng luộc sẵn rồi. Mà nó luộc kỹ lắm. Mình ăn thì mình ăn tươi. Mà không sao cả. Có ốc là được rồi. Ok. Ốc xào, run xào, đĩa luộc. Cóc ngon không? Allez. Au boulot. La cuisson. Bây giờ thì nấu nha. Et tout à l'heure, je vais couper cette tomate pour faire la sauce. Tomate cô sẽ cắt nhỏ ra để làm sốt nha các bạn nha. Et voilà.
toutes les ingrédients ont été bien préparés pour faire la cuisson. L'accompagnement aujourd'hui, c'est des pommes de terre bouillies avec les carottes. Hôm nay món thực phẩm sẽ là ăn kèm với lại cái này sẽ là khoai tây luộc vào cái vị trí của cơm ấy, các bạn nha. Avec du beurre, j'adore les ingrédients. Cô đang làm sao cái bơ bơ lên đấy nha các bạn nha. Bây giờ thì cô cho lên cô xào cái bơ tỏi. Em sẽ chích cơ được sốt rồi đúng không? Các bạn thấy khi mà nó đã ngấm rồi ấy, thì bắt đầu cô cho rau củ quả vào. Cái rau này mình ăn nó sồn sồn, cần gì dứa thì ăn này ăn hầu như ăn sống. Et voilà, et petit à petit je vais ajouter la sauce de vin. Cái sốt gia vị với lại cái rượu trắng mình vẫn còn giữ đây các bạn nha. Thì các bạn cho vào. Nó ngấm nó xịt xịt ra cái này là mình chỉ áp chảo thôi. Dứa này ông pơ mong tê khuy ô xì. Rồi bì phì mong mè phô bác phô cú bê phát cơ sạp bích phò. Voilà, pommes de terre déjà coupées. Et voilà, enfin je vais ajouter un petit peu de sauce de nemang sur les légumes. Bảo cho vào những cái này cho nó đượm đà. Et puis je vais ajouter la feuille de coriandre chinois. Les fans là coriandre normal và những cái kia thì để ăn sống. Voilà, huilo aux ananas, c'est fait. Si on veut bien manger des choux-fleurs très cuits, il faut bouillir avant, il faut blanchir avant, sinon on va laisser comme ça. Notre repas accompagné avec pommes de terre aux carottes bouillies. Et voilà, en mangeant, on peut ajouter des herbes encore comme ça. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Xem hết video cho cô với nha các bạn nha. Không thì nó sẽ quảng cáo chả có cái gì cả. Et au revoir, à très bientôt. Thank you.